Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng vậy vậy. Rồi. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Tóm lại là một người cũng thể dục, một trâu cũng thể dục nữa, tóm lại. À, cả người cả trâu thể dục. À, luyện con trâu chọi này vất vả lắm. Thực sự rất là vất vả luôn. Đó là đam mê. Vâng. À, năm nay rẻ bác là chơi hòa là may đó. Trâu rẻ này là chơi hòa là may đó, vì những cái con trâu chọi này giá trị cao lắm. Như ông trâu chọi này giá trị cực kỳ cao luôn. Trâu này bây giờ nó là trâu thịt thì nó chắc nó chỉ tầm 60 triệu thôi. Vâng. Con này là gấp đôi gấp ba luôn đấy bác. Con nào đánh hay gấp 3 gấp 4 lần đối với lại so với lại trâu thịt đó. Trâu này nó ra đến xứ chọi nó thành nhiều tiền lắm. Dạ vâng, đúng rồi. Con ra gần 200 triệu. Hello các bác, hôm nay mình đang ở nhà anh Hải và có một ông trâu trọi. Đó. Thế là bác mua con này lâu chưa bác? Con này tôi mua được 6 tháng rồi. 6 tháng rồi ạ. Con này là bác mua bao tiền đấy? Con này lúc tôi mua hơn 100 triệu tí. Hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Như cái sừng này là hình như là sắp tới phải vót đúng không? Đúng rồi, chúng ta đánh thì mới vót. Con này cũng khá là thuần. Cho đánh cây dạ. Đánh đất nó bị vâng. Xước. Bác chơi trâu chọi lâu chưa bác? Anh Hải. Tôi thì cũng chơi nhiều rồi, nhiều tham gia nhiều. Đây bác này, đây con trâu này cũng khoảng hơn 8 tạ bác nhỉ? Con này khoảng 8 tạ rưỡi. 8 tạ rưỡi, to rồi. Cái này là bắt đầu bác luyện chưa? Có chứ. Ngày nào mình cho đi tắm thì mình cũng phải cho nó vào cái chỗ mà kiểu nó có đất. Có phải cho đi chạy hàng ngày không? Hàng ngày có thể dục chứ. Có đi thể dục đúng không? Được. Mỗi ngày mấy cây hả bác? Mỗi ngày cho nó đi khoảng độ cây. À. Cứ dắt đi, cây dắt về đấy không? Hàng ngày. Có cho đi lội nước cái thứ nữa không? Có à? Chứ. Ở đây mình có cái hồ đấy. À có hồ là cho đi lội nước luôn. Đúng rồi. Cái tiêu chuẩn chọn trâu chọi bác là như thế nào ạ? À? Bác chia sẻ được một chút được không? Trâu chọi thì thật ra thì cũng như chúng tôi là chơi nhiều năm rồi thì đúc kết lại là con trâu là cái đầu tiên là trâu đánh nó phải là cái mặt nó. À, mặt nó như thế nào bác? Thứ nhất là cái mặt của nó là cái thể hiện đầu tiên cái mắt. À. Mắt là cái mu mắt thì nó phải dày. À. Mắt phải nhỏ. Mắt là dày. Rồi. Dạ. Rồi. Mặt nó mặt có... Mặt phu mặt, đấy tóm lại. Hai cái tai nó phải nhỏ tai. À, tai nhỏ. Lông cổ, lông... Rồi, có xem khoang khoáy gì không bác? Khoang khoáy của nó thì thường thường là nếu mà là trâu thuần thì nó 4 khoáy, nó là trâu nó là dạ. Còn trâu mà nghịch trâu thì nó khoáy tiến. Còn cái chân móng thì sao hả bác? Chân móng thì nó cũng rất là quan trọng ạ. Dạ. Ví dụ như chân trâu chọi là cái quản trước nó phải thấp. À. Kheo của nó là phải, nó gọi kheo mèo đấy, phải cong. Dạ, dạ. Và cái móng nó phải to. Dạ vâng. Nó gọi bộ trụ nên là nó... Và trước khi đó bác giả sử như bác mua về thì có phải là biết được con này nó có chọi được hay không thì bác phải thử không hay như nào? Cái này cũng phải thử chứ. Cũng phải thử. Tất thử xong bắt đầu mình phải mới mua đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nói chung là trâu thì đa số nó là trâu cà nó vẫn đánh dạ. Nhau nhưng nó đánh ở mức độ nào? Dạ vâng. Một là nếu mà nó có hang hay không. Trâu có độ bền của nó thì nó đánh phải lì. Đúng rồi. Nó phải lì. Hai nữa là phải đòn. Thế nguyên tắc này là trâu chọi này. Con này là con này như thế này bác này này sẹo hết rồi này có tưởng có tiền sử ở đây chỗ này đánh nhiều rồi đánh nhiều rồi đấy đánh nhiều đây bác này nhìn này ôi cũng như con này là cũng khá thuần hả đấy huýt luôn này rồi chỉ có toàn nó trâu với người thì nó lại hiền nhưng mà vâng hình như là hơn 60 ngày nữa là đánh rồi đúng không bác nhỉ thế nào hôm nay là còn đúng 60 ngày nữa 60 ngày nữa đánh thì bây giờ cái chế độ mà cho ăn cho uống như thế nào? Chế độ cho ăn của nó thì là chủ yếu là vẫn phải là ăn bằng cỏ, cây ngô, chất tinh nó tinh như tỉ là ngô và cám thôi, không ăn cám thẳng. À, không khỏe. Ăn cám thẳng đúng không? Khỏe trâu. Một ngày thì bây giờ là giả sử như là bác cho ăn thì khoảng bao nhiêu cân cám ngô, bao nhiêu cân cám gạo? Cân cám ngô, cám gạo thì nó chỉ ăn vài ba cân thôi. Còn à. Chủ yếu là bây giờ là cái ngô bắp cả cây cả bắp. À, ngô cả cây cả bắp luôn. Mỗi ngày cho ăn khoảng 2 vác thế thôi. À, 2 vác vậy. 2 vác vậy là rẻ bác là cũng 50-60 cân rồi đấy bác. Thế thôi. Nó chỉ ăn thôi. Có cho ăn thêm mật mía gì không hả bác? Có chứ. Có thêm nước mật. Nước mật rồi bây giờ một con này là khoảng bao nhiêu cân nước mật ạ? Một ngày có thể là nó chỉ tầm 4-5 lạng nhưng mà cho uống nước thôi. À. Cho nó xoăn nó chắc khỏe. Chắc khỏe. Còn mình không nên cho lạm dụng nhiều cái cám. Cái này là bác luyện được mấy tháng rồi ạ? Cái này là đấy bắt về 6 tháng rồi.
Tức là mình cũng phải luyện liên tục. Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng phải vậy. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Tóm lại là một người cũng thể dục, một châu cũng thể dục. Cả người cả châu thể dục. Luyện con châu chọi này vất vả lắm. Thực sự rất là vất vả luôn. Đó là đam mê. Vâng. Và năm nay rẻ bác là chơi hòa là may đó. Châu rẻ này là chơi hòa là may đó. Bởi vì những cái con châu chọi này giá trị cao lắm. Như ông châu chọi này giá trị cực kỳ cao luôn. Châu này bây giờ nó là châu thịt thì nó chắc nó chỉ tầm 60 triệu thôi. Vâng. Con này là gấp đôi gấp ba luôn đấy bác. Những con nào đánh hay gấp 3 gấp 4 lần đối với lại so với lại châu thịt đó. Châu này nó ra đến sới chọn nó thành nhiều tiền lắm. Dạ vâng đúng rồi. Con ra gần 200 triệu. Đấy, có những con 5-600 triệu một con chuyện bình thường quá. Nói không ai tin, nhưng mà đấy là lấy sự thật đấy. Con này là bác mua tận đâu đây ạ? Con này thì là châu ở trong xuất xứ của nó thì là châu miền trong ấy. À, tức ở trong rồi, vùng miền Nam, An Giang các thứ đấy đúng không ạ? Sau thì ở dưới Hải Dương. Hải Dương. Vâng. Mua về trong thì... À, tức là cái này là qua nhà chú Thiệu đây hả? Đây, chính xác cái châu ông Thiệu. À, tức là bây giờ là trước đây là nhà anh Hải là mua ở nhà chú Thiệu đây hả? Rồi, châu ông Thiệu. À, rồi rồi. À, chú Thiệu thì... Mình danh là châu chim to nhất nước Việt Nam. Đấy đấy. Chim to. À, liên mạng những trận đánh, những cái châu chim to có hết. À, những trận đánh của châu chim to đấy à? Đấy. Đấy, bác thấy không? Một con châu chọi này thực sự rất là giá trị. Mà cái này nó là cái giải trí mà. Giải trí. Đam mê mình chơi. Nhưng mà thực sự rất là tiếc bởi vì là cái vấn đề là chơi xong là thịt. Đấy, chơi xong thì chơi xong là bắt đầu được giải thì mình giữ lại được. À thế ạ, không được giải cái mình giữ lại. Bây giờ thì nó thật ra đầu tư nó cũng lớn rồi. Vâng, đúng rồi. Thì đúng rồi. Cũng chỉ đem đánh cá cuộc nọ kia thế thôi còn mà. Dạ vâng. Vì những con này là nếu mà giả sử như đi lấy tinh hay cho đi phối giống không, cái này không đặc biệt không. Bởi vì những con này là cái chất lượng mọi thứ nó rất là tốt này, kiểu nhân giống các thứ nó sẽ tốt đấy bác, toàn những con châu to mà, châu khủng châu to mà đúng không? Bây giờ thì nó nhiều giống châu to nhiều chứ. Dạ vâng, bây giờ con châu kể nó to hơn này nhiều nhưng mà nó chả biết đánh những cái giá trị này. Đúng rồi, chuẩn xác, nó không biết đánh bởi vì là quan trọng nhất là cái vấn đề nó phải biết đánh, có lối đánh và nó có bền bỉ trong nhiều cái... Nhiều anh mua con châu có thể là trăm mấy chục triệu về trả đánh nhau gái thì coi lại bán thanh lý này chỉ có vài ba chục, à 60 bằng, triệu. Bằng châu thịt thôi đúng không ạ? Dạ vâng. Đó. Quy châu thịt bây giờ nó... Cái này là về nó có bác có phải tiêm phòng tiêm phiếc gì không? Có chứ, cái này có phải tiêm phòng. Châu giá trị thế này không tiêm phòng thì làm rồi, sao mà được đúng không? Những cái này thì cái châu của... lễ hội thì vừa rồi là ở xã người ta tiêm. À. Long móng lở mép với này tụi huyết trùng. Tụi huyết trùng là một long móng có thứ là làm hết rồi bác. Không hề đơn giản đâu. Đấy, châu giá trị mà. Đấy, vì vậy là đấy, bác thấy không? Con này là vanh bao nhiêu bác? Con này vanh nó được 2m2 như bây giờ. Nhỏ à. Mà châu này nó ở mức trung đúng không? 2m2. 2m2 thì con này 2m2 là cục thùng dạng nó cũng khủng đấy các bác, không phải đơn giản đâu. Nếu như ngày xưa nó là châu khủng nhưng bây giờ nó ở mức trung. Vâng. Đối với châu chọi này thì nó họ lại không quan trọng đó là châu nhỏ châu to, vì là quan trọng cái lối đánh. À đúng. Đúng không? Quan trọng cái lối đánh. Cơ bản nó là sắp tới là có cái lễ hội 16 17 à 15 16 bác nhỉ? Hải Lưu đây gì? Hải Lưu là 15 16 nhỉ? 16 17. 16 17, 15 bắt đầu là lễ đấy. Thì tiện hôm nay qua Hải Lưu thế cho các bác đi ngó những cái con châu chọi, những ông châu chọi rất là đẹp như thế này, tuyệt vời không? Đó. Và hôm nay cũng nhờ anh Hải xem luôn là con châu của anh ấy và cách chăm sóc con châu của anh như thế nào. Quý châu hơn quý vợ con luôn. Đấy là sự thật đấy bác. Không phải đơn giản đâu. Đó, đẹp không? Đó, nhìn thấy con trâu này được không? Sừng con này nó có ảnh hưởng gì không bác? Nó sừng hơi choáng đúng không? Nối của nó mà. À. Cơ bản là những con trâu này nó. Dạ. Phải biết đánh chứ còn. Dạ. Cái này sau này về nó phải vót hết cơ ạ. Phải vót. Ra sới mới đánh. À vót. Ra sới bắt đầu vót. Nhưng mà cái này là thường thường là gần đánh là bác phải là có cờ trồng chống các thứ đúng không?
không, có phải luyện đâu. Châu châu này nó đánh mãi chỗ đông. Tức là con châu này cũng không cần. Ở nhiều chỗ là người ta nó phải nó thấy nó hô to cái đấy, đấy, nó đấy. Muốn xông đi rồi. À, thế tuyệt vời đó. Con này là có có kinh nghiệm rồi. Nhìn mặt sẹo. Từ đâu về vẫn không lên mấy nhỉ? Như ta chỉ giữ con này thôi. Húc ấy. Rồi ok bác, đấy, cho bác ngó con trâu nhà anh Hải như thế nào. Vâng, được ạ. Các bác có thể là tham khảo những con trâu to như thế này, thật sự là rất là hiếm đó bác. Cực kỳ hiếm luôn đó. 8 tạ rưỡi, 9 tạ 1 tấn như thế bác là kinh khủng luôn đó. Cho vào chặt chuồng luôn bác. Đây, thức ăn để bác này. Thực ra thì trâu đánh thì nó là trâu tròi, chúng tôi không thích trâu to lắm quá đâu. Đúng rồi, quan trọng cái lối đánh mà anh. Và ôi, quan trọng nó có nhiều, còn to bền, mà bền bỉ hay không, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mà vào trận mà được rơi tầm khoảng 30 giây là chạy thì thôi. Châu đánh to thế nào to cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng nó phải dùng sức rồi, nhưng đúng rồi. Cũng phải có võ. Đúng rồi, phải có võ. Như con này là cái lối đánh của nó là gì bác? Châu này sừng ngắn thì nó chỉ nó đánh mặt thôi. Đánh à. Đó, có nhiều con là hổ lao, hổ liếc các thứ. Như con này thì đâu nó đánh cáng hầu, đánh mép thì châu này sừng này không đánh được.